Loại ni lông này được phân hủy hoàn toàn trong lòng đất sau 4 đến 6 tháng. Về lý thuyết là như vậy, nhưng quá trình nghiên cứu để tìm ra con đường đó không đơn giản chút nào. Các nhà khoa học đã vấp phải rất nhiều khó khăn, tài liệu rất ít. Trên thế giới cũng mới chỉ nghiên cứu về polymer tự phân hủy khoảng trên 10 năm nên tài liệu được giữ bí mật công nghệ. Các nhà khoa học ở trường Đại học Bách Khoa vừa làm vừa khắc phục. Trong nước này thì cũng có một số cái hạn chế mà để làm là vì mình mua hóa chất nó cũng tương đối khó. Chứ không phải như ở nước ngoài thì người ta mua hóa chất nó dễ dàng hơn. Cho nên là nhưng mà mình cũng phải cố gắng khắc phục dùng những các cái loại mà hóa chất mình có trong tay thôi. Làm. Cho đến nay, các nhà khoa học đã tạo ra loại màng có độ dai tương đương với túi đựng hàng hiện nay, có khả năng chịu sức nặng khoảng 5 đến 7 kg và tạo ra nhiều màng dày có ứng dụng trong các ngành sản xuất khác. Điều đáng mừng nhất là các sản phẩm này đã chứng tỏ Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra ni lông tự phân hủy. Chúng tôi đã thử tính chất cơ lý, cho đến nay thì nó không yếu hơn so với màng polymer không có tinh bột. Và hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm ở các môi trường khác nhau để xem độ phân hủy thế nào. Vào cuối năm nay, những kết quả sẽ được kiểm tra lần cuối trước khi đưa ra thị trường. Có thể giá thành bước đầu sẽ cao hơn ni lông thường khoảng dưới 5%. Tuy nhiên, do tinh bột rất sẵn có ở Việt Nam nên các nhà khoa học đang phấn đấu để giá thành bằng với ni lông thông thường. Và như vậy sẽ mở ra một hướng mới trong giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta. Theo thống kê thì trong cả nước có hàng triệu túi ni lông được sử dụng mỗi ngày. Những túi ni lông thông thường phải mất hàng trăm năm để tự phân hủy. Đây chính là lý do mà các nước tiên tiến trên thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu sản xuất ni lông tự phân hủy từ lâu. Và trong đời sống hàng ngày thì ni lông thường được thay thế bằng các chất liệu giấy hay nhựa tái sinh. Bây giờ là những tin ngắn về tốc độ đăng ký và thành lập doanh nghiệp tăng nhanh trong 8 tháng qua. Và quy định mới về khối lượng vàng mà các cá nhân có thể đem qua biên giới. Đến hết tháng 8 năm 2001, cả nước đã có khoảng 26.000 doanh nghiệp mới ra đời theo luật doanh nghiệp, bằng 58% tổng số doanh nghiệp thành lập trong thời kỳ 1991-1999. Riêng 8 tháng qua, đã có 12.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký khoảng 15.000 tỷ đồng. Tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong thời kỳ này, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực ngoài quốc doanh đạt 19,3%, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2000. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 27 tháng 9, các cá nhân khi nhập cảnh sẽ được mang theo 1 kg vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng phải khai báo hải quan và phải được phép của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi cư trú. Nếu vượt quá 1 kg vàng, phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan. Công trình hầm đường bộ qua đèo Hải Vân có nhiều khả năng bị cản trở bởi những sự cố phát sinh. Ngoài sự cố lún sụt vừa xảy ra cách đây không lâu, một số vấn đề có thể nảy sinh do điều kiện địa chất ở cửa hầm không thuận lợi. Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn liên tục đầu tháng 9, tại khu vực hầm phía Nam đang đào đã xảy ra hiện tượng nước chảy dọc theo kẽ nứt và phá dần thành một lỗ hầm có diện tích 35m², chiều sâu độ lún sụt 11m và đã có trên 200m³ đất bùn do lún sụt đùn ra ngoài cửa hầm. Việc khắc phục sự cố này đã và đang được tiến hành khẩn trương. Ngay sau khi xảy ra sự cố thì chúng tôi đã tiến hành đắp bệ phản áp trong hầm. Sau đó chúng tôi tiến hành chèn bê tông từ phía trên xuống để lấp cái lỗ rỗng. Sau đó thì chúng tôi đắp đất lại. Và đến trưa ngày 12 tháng 9 thì chúng tôi đã hoàn thành xong cái phần xử lý. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục cái phần gia cố đất ở xung quanh cái phía đó, bởi vì cái địa chất ở đây rất là đất đá rất là dời và nhiều cát và nước, cho nên ta phải làm một cái màn gia cố cái đất ở khu vực đất xung quanh. Theo một số chuyên gia giám sát công trình hầm qua đèo Hải Vân thì việc phát sinh sự cố trong quá trình thi công là điều khó tránh khỏi và công tác khắc phục hậu quả lún sụt sẽ hoàn thành trong vài ngày nữa. Tuy nhiên, đối với gói thầu phía Nam có chiều dài đường hầm trong đất hơn 200m, điều kiện địa chất ở cửa hầm lại rất xấu, nên hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, làm việc 3K để cố gắng đào xong cửa hầm trước mùa mưa. Việc xây dựng khung chương trình đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bị đình trệ do không có hướng dẫn chi tiêu tài chính. Bước 1 của quá trình gồm thu thập tư liệu dự kiến khung chương trình đã hoàn tất từ năm 1999, nhưng những bước tiếp theo lại đang bị ách tắc. Kinh phí thì mới được chuyển về cho Bộ Giáo dục Đào tạo hồi tháng 7 năm ngoái,
trong khi cho tới lúc này, Bộ Tài chính vẫn chưa có hướng dẫn chi tiêu cụ thể. Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Bỉ đã được chính thức khai mạc hôm 7 tháng 9 vừa qua. Lần lượt tại các thành phố Ghent, Liège và thủ đô Bruxelles sẽ là nơi đón tiếp tuần lễ văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để bạn bè quốc tế biết đến những món ăn, chiếc áo dài Việt Nam và nền nghệ thuật dân gian đặc sắc của nước ta. Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ châu Á Thái Bình Dương 2001 diễn ra tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Khai mạc ngày 17 tháng 9, tuần lễ châu Á Thái Bình Dương sẽ có những diễn đàn dành riêng cho Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế, đào tạo dạy nghề. Có 16 nước sẽ tham gia vào sự kiện này. Chủ đề đáng chú ý của các báo ra ngày hôm nay vẫn là việc phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ đưa ra đạo luật về nhân quyền. Trong báo Quân đội Nhân dân có bài của Trung tướng Nguyễn Đình Ước. Bài viết nêu lên những ý kiến của Hội Nông dân Việt Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ đạo luật nhân quyền Việt Nam của Hạ viện Mỹ. Trong bài, Mỹ không có tư cách gì để phán xét nhân quyền ở Việt Nam. Có đoạn, đây là một sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc sơ đẳng trong quan hệ quốc tế. Rõ ràng, Hoa Kỳ muốn áp đặt các điều kiện chính trị gắn với quan hệ kinh tế, thương mại, hòng gây mất ổn định chính trị và buộc Việt Nam phải lệ thuộc vào Mỹ. Báo Nhân dân có bài của giáo sư, của nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông Dương Trung Quốc đã nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào năm 1995 và năm 1997. Trong đó, ông nêu ra lại câu hỏi của McNamara, thực chất cái gì đã diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 64 tại Vịnh Bắc Bộ. Trong bài viết có đoạn, nhắc lại sự kiện trên để chúng ta nhận thấy trong hành động vừa rồi của Hạ viện Mỹ vẫn còn bị sức ép của những thế lực thù địch ôm hận thất bại trong quá khứ, mặc dù cuộc chiến tranh chấm dứt đã hơn 1/4 thế kỷ. Bằng những nỗ lực của xu thế tiến bộ, trong đó có thiện chí của phía Việt Nam, quan hệ Việt-Mỹ đã bình thường hóa và có những bước đi tới mà Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ là một bằng chứng. Thưa quý vị và các bạn, các số báo ra ngày 14 tháng 9 đều đưa lên trang nhất cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ và các doanh nghiệp. Báo Nhân dân cho biết có khoảng 500 doanh nghiệp đã tham dự cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong đó có 30% là doanh nghiệp nhà nước và 70% là doanh nghiệp tư nhân và đại diện các hiệp hội. Đây là cuộc gặp gỡ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng với Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức hàng năm. Tham gia cuộc gặp gỡ còn có lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và một số địa phương. Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Đoàn Duy Thành chủ trì hội nghị. Để chuẩn bị cho cuộc gặp này, Thủ tướng đã quyết định thành lập 3 tổ công tác làm việc trong tháng 8 để giải quyết những khiếu nại và kiến nghị của doanh nghiệp. Bản báo cáo giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ soạn cho biết, các tổ công tác đã tập trung giải quyết 13 vấn đề cho các doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề như thuế, xuất khẩu, thương mại, giao thông đô thị, v.v. Chủ đề chính của cuộc gặp Thủ tướng với doanh nghiệp năm nay tập trung vào vấn đề nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam. Về vấn đề này, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lại một nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp cho thấy, từ năm 96 đến nay, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng 32,43%, trong khi tỷ lệ tăng giá đầu ra chỉ có 22,82%. Do đó, tỷ suất doanh lợi bình quân của doanh nghiệp từ 16,8% giảm xuống còn 6,2%, thấp hơn 2 lần so với các nước trong khu vực và hơn 3 lần so với châu Âu. Chi phí đầu vào quá cao, đặc biệt là về điện, xăng, phân bón, thủy lợi, làm cho sức cạnh tranh hàng hóa và thị trường giảm dần. Các nhà đầu tư e ngại. Một số nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam. Tờ Người Lao động trích lại lời bà Lê Thị Dầu, giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn của thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dầu nói: "Xin Thủ tướng tin tưởng vào đội ngũ doanh nhân Việt Nam, vào cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi lập ra doanh nghiệp không phải để đi lừa đảo giật giọc. 60.000 doanh nghiệp Việt Nam là một rừng cây thì trong rừng cây ấy phải có cây bị đổ, bị gãy, bị chết chứ đâu có chuyện cả ngàn cây sống cả ngàn." Báo Tuổi Trẻ thì trích lại một số ý kiến về vấn đề thuế giá trị gia tăng. Trong đó có một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nguyên liệu đã phát biểu. Anh Tá, tức là Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Tá, nói tôi chưa thông. Doanh nghiệp này cho rằng việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu là trái với luật thuế giá trị gia tăng, vì thuế giá trị gia tăng chỉ đánh vào mức giá trị gia tăng của hàng hóa, trong khi hàng nhập khẩu còn nguyên si, chưa có giá trị gia tăng thì sao lại thu thuế giá trị gia tăng. Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, doanh nghiệp này
trước kia chỉ nộp thuế doanh thu là 800 triệu đồng, đến khi chuyển sang thuế giá trị gia tăng, nhảy vọt lên 5,8 tỷ, cao hơn tới 7 lần. Và như thế, những doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu chỉ có chết mà thôi. Báo Lao động đã phỏng vấn một số lãnh đạo bộ ngành cũng như một số doanh nghiệp tham dự hội nghị. Trong chùm phỏng vấn này, đáng chú ý là cuộc phỏng vấn với ông Đoàn Duy Thành, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ông Thành nói, xã hội chưa nhìn nhận doanh nghiệp và doanh nhân một cách tương xứng. Giám đốc doanh nghiệp còn bị dư luận nhìn nhận như những kẻ xài tiền như rác, ăn chơi xả láng, trốn lậu thuế, chụp giật, lừa đảo, v.v. Doanh nghiệp vẫn là đối tượng bị hạch sách, coi thường, bị kỳ thị và bị hình sự hóa của không ít cơ quan nhà nước, nhất là những doanh nghiệp khu vực tư nhân. Ông Thành đưa ra ví dụ, một doanh nghiệp tư vấn xây dựng cho biết, sau khi trúng thầu một dự án đưa lên cấp bộ phê duyệt, có vị lãnh đạo bộ hỏi ngay, tại sao lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn trúng thầu? Ông Thành nói tiếp, rất tiếc những quan niệm như thế vẫn tồn tại ngay ở những người lãnh đạo cao cấp của cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta có một đảng duy nhất lãnh đạo, đề ra đường lối chủ trương đúng đắn cho phát triển kinh tế xã hội. Vậy tại sao dân không hăng hái phấn khởi bỏ tiền, bỏ vốn ra kinh doanh làm giàu? Vướng mắc ở đâu? Phải chăng ngoài những vấn đề về thể chế, chính sách, còn có cả những vướng mắc trong nhận thức, quan điểm đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân gây cản trở? Sự kiện bi thảm ở nước Mỹ vẫn tiếp tục chiếm một diện tích khá lớn trên các trang báo, thậm chí là còn lấn át một số chủ đề quen thuộc. Ngày càng có thêm nhiều thông tin về vụ khủng bố chưa từng có này. Tờ Lao động dành hẳn trang 4 để nói về cuộc khủng bố tại nước Mỹ. Trong đó có bài viết của phóng viên Vũ Mạnh Cường viết từ Washington DC. Bài viết của Vũ Mạnh Cường có một thông tin đáng chú ý, đó là nhận xét cho rằng không phải ngẫu nhiên bọn khủng bố chọn ngày 11 tháng 9 là ngày hành động, mà đây là một con số có ý nghĩa. Con số này viết theo lối Mỹ là tháng 9 ngày 11, tức là 911, trùng với số điện thoại gọi cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp của nước Mỹ. Báo Lao động cũng đưa ra một điều trớ trêu, đó là việc lái những máy bay đâm một cách chính xác vào mục tiêu phải do những người có được đào tạo kỹ càng, có trình độ điêu luyện, vì chỉ cần một động tác không chuẩn xác sẽ làm máy bay chệch hướng. Và điều trớ trêu ở đây là ở chỗ, những kẻ đang bị tình nghi cướp máy bay lại là những kẻ được đào tạo tại các trường phi công ở Mỹ. Để tiếp tục truy tìm những kẻ khủng bố, chưa bao giờ FBI lại tung ra một lực lượng lớn như vậy, 4.000 nhân viên đặc biệt và 3.000 nhân viên hỗ trợ. Trên báo Tuổi Trẻ, có đưa các số liệu đáng kinh ngạc về Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Theo đó, tòa nhà này có 20.000 cửa ra vào, thang máy. Đường ống của hệ thống sưởi ấm dài 320.000 km. Tiền điện mỗi ngày lên tới 3 triệu đô la. Có 75.000 máy điện thoại và mỗi ngày tiêu thụ 87 tấn thực phẩm. Cũng báo Tuổi Trẻ cho biết, hiện nay giới kinh doanh bảo hiểm Mỹ đòi chính phủ chi tiền cho cái gọi là 18 phút không hành động. Theo đó, để buộc chính phủ chi tiền, các nhà kinh doanh bảo hiểm sẽ phải chứng minh được rằng hoạt động an ninh của nhà nước đã không triển khai kịp trong thời gian 18 phút giữa hai vụ máy bay đâm vào tòa tháp. Một khả năng khác buộc chính phủ phải chi tiền là việc chính phủ nhìn nhận vụ tấn công vừa qua như là hành động chiến tranh, và như vậy, chính phủ phải có trách nhiệm một phần trong việc bồi hoàn cho các nạn nhân. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến Bin Laden, đó là nhà triệu phú người Đức Kim Smith ra giá 10 triệu đô la cho thông tin nào giúp bắt giữ Bin Laden. Còn trên tờ tin tức buổi chiều, cho biết một quan chức của công ty buôn bán kim loại nói rằng gần 12 tấn vàng có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa tháp Sinh Đôi. Những thỏi vàng này trị giá 106 triệu đô la, được chứa trong kho của cơ quan buôn bán kim loại thuộc cơ quan thương mại New York, gần sát tòa tháp Sinh Đôi, trung tâm thương mại thế giới vừa sụp đổ. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có văn bản gửi bưu điện các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo việc tạm ngưng nhận các thư từ, bưu phẩm, EMS, bưu kiện của khách hàng trong nước gửi đi Mỹ. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chưa cho biết đến khi nào mới tái lập dịch vụ gửi thư từ, bưu phẩm đi Mỹ mà chỉ nêu hoãn cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị và các bạn, ở Duy Xuyên, Quảng Nam, người dân ở đây chặt cây rừng không phải là để bán lấy gỗ mà để đốt làm than. Tốc độ phá rừng ở đây nhanh gấp 4 lần so với tốc độ trồng rừng, bất chấp những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm. Vào mùa nắng giáo thì ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương dùng gỗ để đốt lấy than hầu như ngày nào cũng có. Và để có được một hầm than, sau 10 ngày đốt ít nhất phải có 4,5 mét khối gỗ tốt như trò, rẻ, thanh thường, v.v. Hàng ngày, hàng giờ, cây rừng ở Duy Xuyên bị tàn phá không thương tiếc. Có cây đường kính 4 đến 50cm, thậm chí 1 mét, các tiểu phu vẫn chặt ngang nhiên miễn là có gỗ chắc như ý muốn. Những khu rừng nguyên sinh độ che phủ càng lớn là nơi cho các chủ hầm nhắm vào tàn phá vô tội vạ.
mỗi một đợt chuyển hầm, diện tích rừng bị tàn phá lên đến 20 hectare. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng huyện Duy Xuyên đã tổ chức 8 đợt truy quét, phá dỡ 75 hầm than của người dân địa phương. Sức của tiền công nhà nước hàng năm bỏ ra cho công tác quản lý bảo vệ rừng hàng năm không phải là nhỏ. Nhưng trồng được 1 hectare rừng mới thì cũng theo đó có 4 hectare rừng tự nhiên bị tàn phá. Giá than trên thị trường hiện nay là 900 đồng 1 kg. Một tuần chịu khó ở rừng, các chủ hầm chắc chắn có trong tay gần 500.000 đồng từ việc chặt gỗ để lấy than. Chuyện phá hầm than như cách làm của lực lượng kiểm lâm huyện Duy Xuyên chỉ là biện pháp tình thế. Bởi lẽ phá chỗ này hôm nay, ngày mai các chủ hầm làm chỗ khác xa hơn, kín hơn. Điều cốt yếu vẫn là các ngành chức năng làm thế nào cho người dân từ bỏ nghiệp đốt gỗ phá rừng. Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn, khu rừng phòng hộ Quảng Lai có diện tích 1.645 hectare ở Duy Xuyên có nguy cơ bị xóa sổ. Tin quốc tế, theo dự kiến, ngày hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc gặp Bộ trưởng Liên Triều lần thứ 5, chấm dứt 6 tháng đình trệ trong quan hệ giữa hai miền. Cuộc họp sẽ kéo dài trong 4 ngày, tập trung thảo luận chương trình mới cho quan hệ hợp tác giữa hai miền. Trong vòng đàm phán này, nhân sự của cả hai bên đều có sự thay đổi. Trưởng đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một cố vấn cao cấp của chính phủ, còn trưởng đoàn Hàn Quốc là tân Bộ trưởng Thống nhất. Các quan chức hai miền đã nhất trí tiến hành cuộc gặp này đúng dự định, bất chấp những lo ngại an ninh các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ gây ra. Chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này bao gồm các vấn đề nối lại tuyến đường sắt liên triều và đường cao tốc chạy qua làng đình chiến Panmunjom, thành lập trung tâm liên lạc thường xuyên về tái đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên và các vấn đề hợp tác kinh tế. Phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự định đề nghị Hàn Quốc viện trợ lương thực và năng lượng. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ tháng 2 vừa qua, sau khi chính quyền Mỹ đặt lại vấn đề chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đài phát thanh Israel mới đây cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Yasser Arafat sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 9 tại sân bay quốc tế ở dải Gaza nhằm chấm dứt bạo lực đã làm hơn 800 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Palestine chưa xác nhận tin này và trên thực tế các cuộc xung đột giữa Palestine và Israel vẫn tiếp tục leo thang. Ngày hôm qua, các nguồn tin Palestine cho biết quân đội Israel đã tập trung xung quanh các thành phố lớn ở bờ tây sông Jordan, chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô chống chính quyền và nhân dân Palestine. Pháo binh của Israel đã nã pháo vào khu vực gần thành phố Jenin và trại tị nạn của người Palestine, gây thương vong cho dân thường. Cùng ngày, ba lãnh đạo Palestine đã ra tuyên bố buộc tội chính phủ Israel đang chuẩn bị gây chiến. Phía Palestine cho rằng chính phủ của ông Ariel Sharon muốn lợi dụng tình hình nảy sinh sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ để tăng cường các hành động gây chiến. Tình hình Trung Đông càng căng thẳng do Israel liên tục tiến hành các cuộc chiếm đóng lãnh thổ của người Ả Rập và Palestine, khiêu khích, gây bạo lực, đàn áp thường dân tại các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng. Đối mặt trước lời đe dọa tấn công đồng loạt của Mỹ và NATO, phe Taliban cầm quyền Afghanistan ngày hôm qua đã tuyên bố họ đang chờ đợi cuộc tiến công ồ ạt từ phía Mỹ. Họ đã sẵn sàng không chỉ phòng thủ mà còn trả đũa với mọi phương tiện trong tay. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi các giáo sĩ Hồi giáo của Taliban tổ chức buổi cầu nguyện kêu gọi thế giới đạo hồi đoàn kết chống Mỹ. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã triệu tập cuộc họp các quan chức quân sự cấp cao nước này để thảo luận đề nghị của Mỹ và việc hợp tác truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tiến công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ. Việc Tổng thống Musharraf triệu tập các quan chức quân sự thay vì các bộ trưởng dân sự là dấu hiệu cho thấy đề nghị hợp tác của Mỹ có liên quan đến quân sự. Cùng ngày, chính phủ Pakistan đã ra lệnh thắt chặt an ninh vì lo ngại Mỹ sẽ tiến hành hành động trả thù nhằm vào nước láng giềng Afghanistan bất cứ lúc nào. Khoảng 200 binh lính đã được triển khai khắp sân bay quốc tế. Quân đội đã được triển khai khắp thủ đô Islamabad, trong khi xe ra vào các khu vực ngoại giao đều bị kiểm tra. Ngày hôm qua, toàn bộ 98 thượng nghị sĩ Mỹ có mặt trong cuộc họp đã thống nhất thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực để chống lại những kẻ phải chịu trách nhiệm gây ra vụ tiến công hôm 11 tháng 9 vừa qua tại New York và Washington. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ George Bush đã ra lệnh huy động 50.000 quân dự bị với lý do là để bảo vệ đất nước. Số quân dự bị này gồm toàn lực lượng cảnh vệ quốc gia và lực lượng dự bị. Phi công và các bộ phận phục vụ không kích là lực lượng đầu tiên được huy động. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc huy động quân dự bị còn nhằm củng cố hoạt động tuần tra trên không để bảo vệ các căn cứ quân sự và đề phòng bất kỳ một vụ tấn công nào.
Hôm qua, cảnh sát Philippines cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila có thể cũng đã là một mục tiêu tấn công của bọn khủng bố, cùng lúc với những vụ tấn công tại Mỹ hôm 11 tháng 9 vừa qua. Sau vụ tấn công hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết chất nổ trong một căn phòng của khách sạn Bayview đối diện Đại sứ quán Mỹ. Trong một diễn biến khác, ba người đàn ông quốc tịch Oman đã bị bắt giữ hôm 9 tháng 9 khi họ dùng máy quay theo dõi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila. Tuy nhiên, họ đã được thả ngay sau đó vì không có chứng cứ buộc tội. Tên của một trong ba kẻ tình nghi cũng xuất hiện trong danh sách hành khách đi trên chiếc máy bay bị cướp của hãng hàng không Mỹ. Tuy nhiên, phía Philippines cho biết đó cũng có thể là một cái tên chung của người Ả Rập. Hiện cảnh sát Philippines đang liên kết với chính quyền Mỹ để tìm ra mối liên hệ có thể có giữa những kẻ tình nghi kể trên và vụ khủng bố ở Mỹ. Tổng thống Philippines Arroyo tuyên bố sẽ chung sức với cộng đồng quốc tế